chương 21 60 nông nữ 21 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lưng chừng núi người một nhà cũng không nghĩ tới ăn một mình, ngoại trừ nhà cũ kia không đáng tin cậy người nhà kia, liền đại hà như thế một cái thân huynh đệ. Hồng Mai bao nhiêu năm chưa từng ăn qua như thế chính tông thịt gà, đây là hoang dại, nhất thời không nhịn được, kém chút chảy ra nước bọt, mã lan hoa không gà rừng bị lãng phí, từ trong nhà ra tự mình tay cầm mui hồng mai một mực đi theo mẹ ruột đằng sau không ngừng mà đi dạo như cái cái đuôi nhỏ giống như nhìn hồng quyên buồn cười tam muội từ bị nhị thẩm đập trúng đầu về sau rất lâu không có như đứa bé con đồng dạng đây là trên đầu thương lành về sau lần thứ nhất như đứa bé con đồng dạng mã lan hoa nhìn xem hồng mai cái này chú mèo ham ăn dáng vẻ lập tức đựng một chén nhỏ thịt gà đưa cho hồng mai làm cho nàng ăn trước đứa nhỏ này chính là thụ thương thời điểm cũng chưa ăn qua cái gì ăn ngon, nàng đau lòng a, à, đứa nhỏ này thật vất vả giống đứa bé giống như, truy tại mình đằng sau muốn ăn. Mã Lan Hoa cao hứng miệng đều cười toe toét cười, Hồng Mai nhìn Mã Lan Hoa như thế, biết nàng là cái gì tâm tư, gấp lên một khối thịt gà, nhét vào Mã Lan Hoa trong miệng, nương, ăn ngon không? Ăn ngon, ăn ngon thật, đặc biệt là ta khuê nữ nuôi càng ăn ngon hơn. Mã Lan Hoa cao hứng miệng không khép lại, khuê nữ nuôi chính là ăn ngon trong tay cũng không ngừng tay hình trái xoan mề gà gà lá gan những này lòng gà hỗn hợp lại cùng nhau hợp lấy làm quả ớt cùng một chỗ xào cũng là một bàn đồ ăn hương vị rất tốt cho mạnh đại sơn thịnh ra một chút thịt gà cùng canh lại thêm một chút khoai tây thêm trong nồi gà trong thịt cùng một chỗ hầm tân minh bưng một bát thịt gà cùng canh gà đi vào dưới núi mạnh đại hà trong nhà tam thúc tam thẩm ai đại ca Tân Bằng nghe thấy thanh âm tranh thủ thời gian đụng tới, hắn cùng Tân Minh quan hệ rất tốt, tại nhà cũ thời điểm, đều là cá mè một lứa. Ăn cái gì đều là thứ yếu, mệt mỏi chút cũng không có cái gì, thế nhưng là tại nhà cũ thời điểm thời gian kia trôi qua biệt khuất, dị thẩm cùng nãi mỗi ngày phạm bệnh tâm thần. Suốt ngày ầm ỉ, tra tấn mẹ của bọn hắn còn có muội muội. Mạnh Đại Hà liền hai đứa con trai, Mạnh Tân Bằng thật thích hồng mai cô muội muội này, làm người trượng nghĩa, hắn cùng đệ đệ đều rất thích hồng mai tiểu bằng mở cửa nhanh tới tới tân bằng bay chạy tới minh ca mau vào ngươi quả nhiên cái gì thơm quá a à. trang trang còn không có nghe được chưa ăn qua còn không có ngửi qua nha mạnh tân minh buồn cười nhìn xem đường đệ gia hỏa này thật là biết rõ còn cố hỏi hắc 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 ta đã biết không phải không nếm qua sao trước kia ngay tại nhà của ngửi qua, thật sự rất thơm. Mạnh tân bằng, nghe liền chua chua. Dài đến 11 tuổi đứa nhỏ này còn chưa từng ăn qua một lần thịt gà, mỗi lần có chút ăn ngon, căn bản không tới phiên mạnh tân bằng cùng mạnh tân minh những hài tử này, đều là ăn không được. Thịt heo cũng là chỉ có lúc sau Tết 30 Tết mới có thể ăn được như vậy một mảnh hai mảnh heo mập thịt. Đây đã là gia nải lớn lao ban ân. Còn thịt gà vậy chỉ có thể nghe vị, ăn là ăn không đến, muốn ăn kia là nghĩ hay lắm. Ngày hôm nay Hồng Mai ở trên núi hãm vào bên trong tìm tới một con gà rừng, hơn phân nửa bộ phận để ở nhà, đại bộ phận nấu canh cho ta cha uống, điểm ấy liền cho các ngươi đưa tới. Mạnh Tân Minh cũng là chưa từng ăn qua thịt gà, bất quá vừa mới đại tỷ hầm tốt thời điểm, cho hắn uy một cái, hương vị thật là thơm, ăn vào trong miệng ăn thật ngon. Ăn ngon đến hắn muốn đem đầu lưỡi đều nuốt mất là Hồng Mai tìm tới nha, ta tại sao không có cơ hội nhặt được gà rừng nha. Sớm biết ta liền theo Hồng Mai cùng nhau lên núi, cũng nhặt điểm gà rừng. Mạnh Tân bằng hối hận nha, mình ngày hôm nay làm sao lại không có cùng theo đi, nói không chừng còn có thể nhiều nhặt một con. Tân bằng, nhanh tiếp một chút a, à, ngươi thật sự là không hiểu chuyện, giúp ngươi ca tiếp tiếp. Mạnh Đại Hà vừa ra tới liền nghe đến con trai mình nói những cái kia làm mộng. Tam thúc cha mẹ ta để cho ta cho các ngươi đưa tới, ăn xong cầm chén cho nhà ta đưa đi là được. Ta đi trước, ta muốn về nhà ăn thịt. Mạnh Tân Minh cầm chén đưa cho Mạnh Tân Bằng, xoay người rời đi. Hắn còn vội vã trở về ăn gà thịt, mới vừa rồi cùng Tân Bằng mù nói linh tinh nửa ngày, đều quên muốn trở về ăn thịt sự tình. Mạnh Đại Sơn người một nhà cùng và nhạt nhạt, Hồng Mai cảm thấy đây mới là người qua thời gian, tâm lớn tâm lạnh Hồng Mai rất hưởng thụ giờ khắc này người một nhà cùng nhạc vui hòa tiểu tân vệ cũng không có trước đó ngạo kiều kình một lòng ăn gà thịt hồng mai nhất tâm nhị dụng không ngừng từ mình ăn còn kim chức uy tiểu tân vệ cha ruột không cần nàng nhìn xem có mẹ ruột ở một bên cẩn thận chiếu kháng đâu nằm ở một bên trên giường hưởng thụ lấy lão bà đầu uy thời gian này đẹp a à. chưa được mấy ngày hồng mai mang theo mẹ ruột trong núi đi dạo tìm rất nhiều có thể chứa đựng đồ vật mình cũng từ trực tiếp hệ thống bên trong mua không ít khoai tây hạt giống trong núi gieo xuống, qua đoạn thời gian có thể thu hoạch rất nhiều khoai tây, sớm thúc đẩy sinh trưởng một chút là được. Đến lúc đó kéo lên tam thúc người một nhà, chủ yếu là cha ruột trong nhà không có việc gì liền lãi nhãi, nói tam thúc trong nhà cũng không có lương thực, trong nhà khẳng định cũng là vì rất khó khăn, cha ruột không nói, nàng thật đúng là đã quên trong nhà còn có tam thúc cái gia đình này người. Thâm sơn trong rừng, Hồng Mai mang theo Mã Lan Hoa đã đi dạo Mã Lan Hoa không lại nói cái gì, tại Hồng Mai lừa gạt dưới, nàng cũng không lại sợ hãi. Trong đầu chỉ có trên núi rau dại cùng đồ ăn, còn có lặng lẽ giấu đi rau dại cùng thịt rừng, đây cũng là vì tấn gian trực tiếp hệ thống bên trong nhà kia Hồng Mai tiểu điếm, không thể để cho tiểu điếm đóng cửa. Sinh ý vẫn là phải tiếp tục làm, không thể đoạn hàng. Trong thôn cũng sắp xếp xong xuôi trong thôn ruộng đồng quy hoạch, hạt thóc, bắp ngô, khoai lang, Khoai tây trồng tỷ lệ, mỗi nhà đất phần trăm cũng là yêu cầu đủ loại những vật này. Mạnh kế toán một lòng một ý nghĩ đến lần trước Hồng Mai nói những lời kia, cái này mặc kệ thế nào nói vẫn là phải dự bị, nếu là thật sự thật trở thành sự thật, mình không có dự bị, kia rất xin lỗi lão đầu tử cho Hồng Mai cảnh báo. Cày bừa vụ xuân đã qua, đảo mắt chính là tháng 5, những năm qua lúc này mưa xuân sớm liền hạ xuống, thế nhưng là năm nay mưa xuân chậm chạp không hạ không có có một tia muốn hạ dáng vẻ, trên trời sáng thấu thấu, xem xét liền không có mây đen dấu hiệu, gần đây bên trong đều không giống như là muốn mưa. Lão nhân trong thôn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xem chút thời tiết, biết thời tiết này huyền vô cùng, năm nay thu hoạch sẽ không rất tốt, năm nay khả năng có đại hạn. Lúc không có chuyện gì làm, từng bầy các lão nhân, đều vây tại một chỗ nhắc tới, người nói năm nay thời tiết, có phải là nghỉ 4-2 năm dự tỉnh như thế lại là một trận đại hạn? một vị lão hán trong miệng ngậm lấy điếu thuốc cộp cộp mấy lần cái này có điểm giống ta nhưng không dám xác định sầu khổ trên mặt đều là cấp sắc trong lòng nhưng có thể kết luận thời tiết này là dị thường kỳ quái rất nhiều người có trong thôn nhắc nhở đã bắt đầu tích lũy rau dại tích lũy lương thực trên núi nhiều rất nhiều người hồng mai cùng mã lan hoa mỗi ngày sớm liền sẽ cõng cái sọt chọn cái sọt lên núi bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22 60 Nông Nữ 22 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mạnh Đại Sơn trong nhà phòng ốc ngay tại kiểm tra tu sửa sửa chữa gia cố, đôi này Mạnh Đại Sơn trong nhà là rất trọng yếu một sự kiện, Mạnh Đại Sơn mình tạm thời không thể đi động chỉ có thể mời người, trong nhà rau dại rất nhiều, còn có khoai lang cùng khoai tây đều tại hồng mai cùng mã lan hoa chịu khó lao động dưới, trong nhà mới đào đại địa hầm, kia là nhét tràn đầy. Trong nhà cuối cùng sẽ không đói bụng, hồng mai còn đang sâu rì ngọn núi cùng trong núi sâu đều tự mình dùng dị năng trồng rất nhiều khoai lang cùng khoai tây, còn có một số bắp ngô tại thâm sơn một chút ly thủy nguyên tương đối gần địa phương. Hồng Mai đi vào thời đại này, mới biết được lúc này đám người ngoại trừ không có zombie cùng biến dị động thực vật, bách tính cũng là trôi qua rất vất vả, bất quá bình an có bảo hộ. Từ trong túi áo kia ra một viên đường, nhanh chóng lục tốt nhét vào tiểu tân vệ trong miệng, tiểu đệ, ngọt không. Tiểu tân vệ mút lấy trong miệng vị ngọt, cao hứng mê mắt hưởng thụ giờ khắc này nhỏ bé hạnh phúc, hồng mai đến bây giờ còn phản ứng không kịp, cũng chưa kịp phản ứng đường đối với nông thôn trên núi hài tử tới nói ý vị như thế nào, bánh bích quy, bánh kẹo, những này ăn vặt đối với trên núi bọn nhỏ tới nói đó chính là xa xỉ phẩm, lúc này gia đình trong nhà liền lương thực đều không có làm sao có thể còn có tiền nhàn rỗi cho bọn nhỏ mua ăn vặt chỉ cần là tiêu tiền ăn vặt đối bọn nhỏ tới nói chính là xa xỉ phẩm hồng mai lại rất nhanh từ trong túi áo lại móc ra một viên đường lột ra thừa dịp mã lan hoa không có chủ ý nhét vào trong miệng nàng nương ăn ngon đi ngô tốt lần ăn trong miệng đột nhiên bị nhét vào một viên đường còn chưa kịp phản ứng cứ nói giọng nói mơ hồ không rõ mã lan hoa trân quý tràn đầy hút bánh kẹo liền lời cũng không dám nói sợ vừa nói bánh kẹo đến rơi xuống chỉ có thể đỏ hồng mắt nước mắt tùy thời đều muốn rơi xuống dáng vẻ trong mắt bao hàm nhiệt lệ nàng nhìn tiểu nhi tử cũng tại cật đường mình nhỏ khuê nữ không có ăn trả lại cho mình lấp một viên đường đứa nhỏ này quá hiểu chuyện mã lan hoa nghĩ tới đây hài tử gặp đều đây hết thảy còn có gần nhất làm những này trong nội tâm nàng ủ ấm tâm bắt đầu có chút ít lệch đứa nhỏ này thật sự là hiếu thuận vừa ấm tâm mình kiếp trước làm chuyện gì tốt lại có cái như thế hiếu thuận hài tử trước kia còn có một chút như vậy trọng nam khinh nữ giờ khắc này nàng cảm thấy nữ hài nhi so nhi tử càng tri kỷ mình vẫn là nhiều đau quá khuê nữ về sau nói không chừng chỉ có khuê nữ mới là đáng tin chỉ có khuê nữ mới có thể cùng chính mình nói vài câu tri kỷ lời nói con dâu rất khó có thế cùng mình nói lời trong lòng có thế quan tâm mình mình cũng không dám nghĩ trực tiếp một mực mở ra, hồng mai một người ở một bên, lặng lẽ không ngừng mà vận tặng đồ đến trực tiếp hệ thống trong tiểu điếm bán đồ, rất xem thêm trực tiếp các bảo bảo. Chủ bá, muốn hay không vào bên trong đi một điểm, ta tựa như nhìn thấy rễ sắn. Được, ta móc ra, lập tức lên khung. Hồng Mai gần nhất đối với kiếm tiền không phải đặc biệt tích cực, chủ yếu là cái này không có có đồ vật gì có thể bán. Mỗi ngày bán rau dại, nàng cũng là cảm thấy không có ý nghĩa. Trong tiệm ngoại trừ rau dại chính là tiểu giả vị, thỏ rừng, trứng gà rừng, gà rừng, đám đồ chơi này, còn có giả cá. Hồng Mai tiểu điếm cơ bản không có thừa hàng, mặc kệ lúc nào, trong tiệm hàng vừa lên đỡ cấp tốc liền bị người mua đi. Lửa nóng sáu bảy nguyệt, trong nhà bọn nhỏ mỗi ngày đều tại kiếm củi đốt, chuẩn bị qua mùa đông củi lửa. Trong nhà không có ai đi bắt đầu làm việc, mã lan hoa cũng không hiếm phải đi bắt đầu làm việc năm nay thu hoạch khẳng định không có gì nhà mình lương thực hầm đã nhồi vào còn không nói đất phần trăm bên trong còn không có thu đồ vật khả năng cũng không có vật gì thế nhưng là những cái kia đều là nhịn hạn đồ vật nhiều ít hẳn là có chút đi khúc gian trấn không phải một cái rất lớn trấn liền một đầu thẳng đường phố tại thẳng đường phố chính giữa có một cái thập tự ngã tư đường một bên là đường dốc hướng lên trên đi lên có trấn công xã cùng trấn bệnh viện còn có bưu cục, cung tiêu xã ngay tại ngã tư đường, nơi này một đầu mấy mặt tiền đều là cung tiêu xã, đằng sau chính là khu gia quyến, một cái to lớn đơn vị viện tử, đi vào 100 mét, đằng sau tất cả đều là từng loạt từng loạt nhà kho cùng ký túc xá. Hồng Mai tới qua mấy lần, tiểu trấn bố cục đều tại trong óc của nàng. Nàng cũng không có gì muốn bán đồ vật, chỉ là muốn kiếm cớ lưng ít đồ trở về, trực tiếp hệ thống bên trong cái gì đều có mua trên đường dạo qua một vòng tinh thần lực đảo qua hợp tác xã mua bán nhớ kỹ bên trong bán đồ vật mình tại tấn giang trực tiếp hệ thống bên trong xem xét mình muốn mua điểm cái gì trở về cái này ăn vặt liền mua chút trứng gà bánh ngọt trở về cái này có thể thả hạ thiên bánh kẹo không tốt thả rất dễ dàng hóa còn mua bột đánh răng cùng hai chi tẩy phát cao giống kem đánh răng đồng dạng đóng gói còn có một khối xà bông thơm cùng một khối giặt quần áo xà phòng nửa cân dầu hạt trà, có chút toan sáp dầu chè. Lúc này rất nhiều người đều không thích ăn dầu hạt trà, bởi vì dầu hạt trà toan sáp, xào rau thời điểm. Muốn dùng nhiệt độ cao hung hăng đem dầu đốt lên mới có thể xào rau. Nếu là không cần nhiệt độ cao hung hăng đốt lên dầu hạt trà, xào ra trà hương vị là lạ. Lúc này người mặc dù dầu hạt cải rất ít, nhưng là người bình thường cũng không nguyện ý dùng trà tử xào rau. Cho nên bên ngoài chỉ cần có tiền, ngẫu nhiên là có thể mua được dầu hạt trà. Hồng Mai còn mang về một chút bố, có thể cho ca ca tỷ tỷ làm một thân quần áo mới, bọn hắn trong trường học đọc sách, không thể mỗi ngày xuyên miếng vá chồng chất miếng vá chồng chất một tầng lại một tầng. Cạnh góc bố còn có thể cho tiểu đệ làm xong giày vải, mình trả lại cho mình cầm một đôi dép cao su ra. Mặc kệ trong nhà lại thế nào nghèo, cũng không thể khổ chính mình. Trên đường lui tới rất ít người đi có phía dưới hương dân, hai ba cái lui tới người đi đường một đường đi trở về nhà, trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy người và hoa màu, đều là mặt ủ mày trao, ương cộc cộc. Cảnh tượng như vậy, đã là thiên tai bắt đầu. Xuân hạ không mưa, bắc phong hoành thổi, gặt lúa mạch lúa nước thu hoạch, cơ hồ tại không, đến lúc đó có thế có hai đến ba tầng, cũng đã là lão thiên gia mở mắt, một cái nho nhỏ khô héo nữ hài nhi cổng đóng nghiêm nghiêm thật thật cái cùi, đi một chút mấp mô trên đường, gần nhất gió lớn một mực hoành thổi thời tiết không thật là tốt, không mưa nhưng là bắc phong loạn suy, tứ ngược bắc phong thổi nơi này ruộng lúa mạch ruộng lúa đều tránh ra từng đạo khô nước lỗ hổng. Gió lớn thổi tan lung tung buộc lại tóc, từng tia từng tia toái phát bay múa, khoảng thời gian này thời tiết, giống hỉ nộ vô thường bác phụ, nhất thời gió lớn, nhất thời mặt trời chói chang, ngẫu nhiên mây đen áp đỉnh, mưa nhưng dù sao sượng mặt. Vừa đi, còn vừa cùng tấn giang trực tiếp hệ thống bên trong các bảo bảo nói chuyện phím, ngẫu nhiên còn không ngừng soát hệ thống bên trong cửa hàng, tại một nhà hát trư thổ thịt heo trong tiệm mua nửa cân thịt, còn mua mấy cây ống xương, trở về có thể nấu canh uống, cha ruột có thể uống nhiều một chút, mình cũng thích uống cái này canh, đến lúc đó hảo hảo chịu chịu còn có thể hảo hảo uống dừng lại. Mua lúc đi ra, ống xương dùng rơm rạ buộc lại, cao hứng hồng mai huyết sáo, một đường đi đến chân núi hơi cao chỗ, rộng mở cửa sân, một chút liền có thể trông thấy trong sân ngồi dưới đất không biết làm gì tân viên tân viên tân viên tam tỷ làm gì vậy nhỏ tân viên đều không cần quay đầu lại liền có thể ngươi nghe ra đây là tam tỷ mạnh hồng mai lạc cái này ống xương cầm đợi lát nữa để tam thẩm cho ngươi nấu canh uống sáu bảy tuổi tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian trở mình một cái từ dưới đất bò dậy tam tỷ còn có ống xương a thật tốt ngày hôm nay tân viên sẽ không đói bụng Tân viên, ngươi để tam thẩm nhiều chịu một chút thời gian, trong xương cốt tủy có thể hút lấy ăn, ăn rất ngon, bên trong còn có dầu, biết không? Hồng Mai đưa tay sờ sờ tân viên đầu to, tân viên thời gian so nhà mình tiểu đệ còn không dễ chịu, tiểu gia hỏa này trong nhà mỗi ngày giữ nhà. Chủ yếu là trong nhà không ai giữ nhà. Tam tỷ, cảm ơn ngươi. Chờ cha mẹ sau khi về nhà ta nói cho cha mẹ. Tam tỷ, ngươi thật tốt tiểu gia hỏa có chút kích động nhà mình mỗi ngày ăn cái gì trong lòng của hắn rõ ràng ngày hôm nay có tam tỷ đưa ống xương nương nhất định sẽ chia một ít đi ra rau dại hương vị khẳng định thật tốt đập đi mấy lần miệng giống như kia phần ngon hương vị đã trượt vào trong bụng gập ghềnh có một chút điểm dốc đứng đường núi có chút không dễ đi hồng mai đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thế thoáng cải tạo một chút là tốt rồi hai bên đến lúc đó cắm lên cây cùng hoa dại ở giữa để độ dốc chậm một chút, trải lên thạch đầu hoặc là phiến đá. Qua hai năm ngày mưa cũng tạm biệt đường. Chỉnh tề sạch sẽ nông gia trong tiểu viện, Mạnh Đại Sơn ngồi trên ghế, chính đang bệnh giường trúc, đây đều là trong nhà muốn dùng, biên lớn một chút cao điểm giường trúc còn có thể làm giường dùng, mặc kệ hạ thiên vẫn là mùa đông đều có thể dùng. Bệnh tốt giường trúc thêm chút rèn luyện tốt về sau, tại hạ thiên tẩy mấy lần liền có thể dùng, Mùa đông trải lên thật dày rơm rạ lại trải lên một tầng củ sợi bông liền có thể làm giường đi ngủ. Trong nhà hiện tại không có một trương tốt giường, đều là giường, về sau trong nhà hạ thiên có thể ngủ giường trước, mùa đông ngủ giường. Bao nhiêu thuận tiện A? Hồng Mai là nhận qua khổ, nhận qua tội người, trước kia tại tận thế so cái này còn gian khổ điều kiện nàng đều trải qua, những này nàng kỳ thật đều sẽ không cảm thấy quá mức gian khổ, chỉ là ăn không đủ no điểm ấy nàng không hài lòng mình lại không thể ăn quá tốt cùng quá no bụng cổ thân thể này nội tình rất kém cỏi thời gian mấy tháng bổ quá tốt xem xét liền là vấn đề mặc dù không sợ những người kia nhưng chênh lệch quá lớn mình thay thế nguyên chủ sống trong nhà này cũng không nghĩ cho bọn hắn mang đến làm sao không tưởng tượng được phiền phức than nhẹ một tiếng ổn định tâm thần cổng đồ vật đi vào tiểu viện cha ta trở về tam ni lại chạy ra đi đâu hiện đang khô hạn về sau bên ngoài sẽ không quá bình vẫn là ít đi ra ngoài trong thôn mạnh đại sơn rất lo lắng nhà mình suốt ngày hỗn sơn lâm bảo bối khuê nữ sợ nàng xảy ra chuyện mạnh đại sơn hiện tại muốn nói thương nhất cái nào đứa bé tuyệt đối là mạnh hồng mai lúc trước bị đại tội về sau lại cứu mình cái này người vô dụng hài tử một người cùng lão bà cùng một chỗ gánh vác lên nuôi gia đình trách nhiệm lần trước giúp mình muốn tới tiền thuốc men còn có trong nhà những cái kia lương thực cũng là mẹ con các nàng hai tìm tới, mỗi ngày mỗi ngày vất vả từ trên núi cầm trở về, còn có đứa nhỏ này còn từ trên núi đào thuốc, đến trạm thu mua. Bán lấy tiền phụ cấp trong nhà, cung cấp ca ca tỷ tỷ còn có trong nhà chi tiêu, lão bà hắn là biết đến, tuyệt đối không có bản sự kia. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23. 60 nông nữ 23 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong nhà có thế có hiện tại ngày tốt lành, tuyệt đối là dựa vào tam ni. Hồng Mai đi đến mạnh đại sơn bên người, đem cái gùi đặt ở mạnh đại sơn bên người, thanh thanh cái gùi, vẫn là mới tin, bên trong chứa triểu nặng đồ vật. Cha, ta bán một điểm quý giá dược liệu, mua một chút đồ vật, ta còn đổi điểm bố phiếu mua một chút bố, mấy ngày nay để ngươi nương cho đại tỷ nhị ca làm quần áo mới, còn có tiểu đệ đâu tại sao không có thấy? Được, ngươi đại tỷ cùng nhị ca cũng đều là xuyên ta và ngươi nương quần áo cũ đổi quần áo. Là nên cho bọn hắn làm một kiện quần áo mới. Tân vệ vừa mới có chút buồn ngủ, ăn cơm trưa liền đi ngủ đây. Há, ta còn mua một điểm ống xương, vừa cho tam thúc trong nhà hai cây, cái này cũng là có thể nghe vị thịt. Ngươi làm chủ đi, cha đều nghe lời ngươi. Mạnh đại sơn công việc trong tay vẫn còn tiếp tục, không có muốn ý dừng lại hắn nghĩ đến mình cho bọn nhỏ một người bệnh một cái giường trúc tạm thời cứ như vậy giường gỗ trong nhà không đánh nổi thế nhưng là giường trúc không tốn tiền phía sau núi khắp nơi là cây trúc cũng không có ai nói mình nhiều bệnh mấy cái giường trúc trong nhà bọn nhỏ đều đánh nơi này gian phòng vẫn còn tương đối nhiều chỉ là có chút phế phẩm bất quá có thế một người một gian phòng vừa vặn hồng mai từng loại đem đồ trong nhà đều lấy ra cho mạnh đại sơn nhìn xem có vải vóc, có dầu hạt trà, còn có một cân thịt ba chỉ, một đôi mình dép mũ, còn có một thanh kiểu cũ dù che mưa, một bao không thì rất nhiều trứng gà bánh ngọt. Mạnh Đại Sơn chỉ là nhìn xem, cũng không tam ni mà tốn tiền, chỉ là cưng chiều nhìn xem hài tử một người thu dọn đồ đạc, tam ni mà đừng nhìn nàng dùng nhiều tiền. Thế nhưng là đứa nhỏ này đại bộ phận đều là vì người trong nhà hoa, rất nhiều thứ cũng là đã sớm muốn đẩy xử lý, chỉ lúc trước nghèo muốn chết, nơi nào có tiền đặt mua đồ vật. Bây giờ nhìn nhìn, Tam Ni mà cho nhà đặt mua bao nhiêu thứ, Tam Ni mà đoạn thời gian trước liền nói trong nhà còn kém một cái ngăn tủ, tốt nhất là trong nhà đại quỷ tử, còn có các nàng mỗi người đều có một cái tủ nhỏ đựng quần áo cùng mình vật nhỏ. Chờ thân thể của hắn tốt về sau, đến trên trấn phế phẩm đứng đi tìm một chút một chút củ nát ngăn tủ còn có một số cái bàn, cái ghế mua chút trở về, mình sẽ tu, về sau trong nhà có thể tiết kiệm rất nhiều tiền không cần lửa nóng mặt trời rực rỡ, nội tâm của hắn lúc này chính là lửa nóng, nghĩ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp, hắn cảm thấy phân gia thật sự là quá tốt. Mình đương gia làm chủ, đây mới là người qua thời gian, bọn nhỏ sẽ không còn bị ngày đó giết Hồ Ngọc Mễ đánh, trước kia nhà mình hài tử không biết bị Hồ Ngọc Mễ đánh bao nhiêu lần, đặc biệt là Tam Ni, mỗi ngày đều muốn bị trời đánh Hồ Ngọc Mễ đánh chửi. Ban đêm dụ thôn mùa hạ ban đêm, Đông đóng lấm ta lấm tấm trang trí mênh mông bầu trời đêm, trên cây ve sầu cũng tựa hồ buồn ngủ, không có thử một cái kêu la, ngủ say đám người đã tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Sao giăng trăng sáng, hồng mai nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà, một người tiến vào thâm sơn rừng rậm, tìm một một chỗ yên tĩnh, ngồi ở một viên trăm năm trên cây, hai chân ngồi xếp bằng, tiến vào tầng sâu thời gian tu luyện, trong tay nắm vuốt một viên tinh hạch, đây là đời trước mình tích trữ đến tinh hạch mình nhất định phải nhanh chóng đề cao tu vi, bằng không ai biết về sau sẽ có dạng gì nguy hiểm hoặc là chuyện gì khác chờ đợi mình. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 24 60 Nông Nữ 24 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đêm khuya rừng rậm, an tĩnh đáng sợ, hồng mai chung quanh khí lưu xoay tròn, cường đại khí lãng, vây quanh hồng mai, chung quanh cây cối đều lung la lung lay khí áp cường đại hồng mai chung quanh phương viên mấy chục dặm đã chìm vào giấc ngủ các loại động vật đều bị cường đại khí áp cho bừng tỉnh dù cho linh trí chưa mở cũng có thể biết cái này là cường giả khí tức từng cái sợ hãi đến run lẩy bẩy không có động vật có thế phản kháng thế nhưng là khí áp bên trong lại có tia tia năng lượng phát ra đây cũng là để động thực vật được lợi chính là như vậy một tia cũng có thể để bọn chúng có chất cải biến. Tại tấn cấp bên trong hồng mai đối ngoại bên cạnh hết thảy đều là không biết, chung quanh đều cảm nhận được cường đại khí áp, thế nhưng là hồng mai xoay quanh viên này trăm năm đại thụ, lại bình yên vô sự. Tấn cấp thời điểm tràn ra tới năng lượng còn có thể cho nó mang đến có ích. Ánh nắng xuyên thấu qua rậm rạp lá cây khe hở, vung xuống điểm điểm quang mang, bông tẩu trong rừng rậm, nghe một hương, hồng mai nhanh chóng bông tẩu thuận tay còn trong núi sách mấy cái gà rừng ra, mình vừa ra tới chính là một đêm, bây giờ còn chưa có trở về, quan thủ nàng, không thể nhặt cây nấm rau dại, chỉ có thể đề điểm gà rừng, còn tìm tại không gian trữ vật bên trong tìm một cây chủy thủ ra đâm ba con gà rừng, đều có vết thương, đến lúc đó liền nói là tại mình đào trong cạm bẫy nói ra. Vội vàng mà về hồng mai, còn không có vào cửa, tại lưng chừng núi liền gặp được lo lắng tìm kiếm cha của nàng mạnh đại sơn, tam ni ngươi đi đâu vậy rồi? Một sớm đã không còn trông thấy ngươi. Mạnh đại sơn gấp đều lửa lan đến nhà, trong nhà đều gấp không được, lớn ni nhi cùng nhị tiểu tử ngày hôm nay đều không có đi học đi, trong nhà giúp đỡ tìm tam ni. Hai tử mẹ nàng đều gấp khóc lên, hắn cũng gấp. Chỉ là nam nhân nha, luôn luôn so nữ nhân nước mắt muốn ít, cũng có thể nhịn. Cha, ta đi trên núi, ta tối hôm qua nằm mơ mộng thấy ta đào hãm trong giếng có gà rừng, sợ gà rừng chạy rất sớm đã sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến trên núi đi. Ha ha ha, thật là có, cha ngươi nhìn thật sự có. Hồng Mai mang theo hưng phấn, mang theo giọng nũng nịu, mạnh đại sơn mới tại khuê nữ nũng nịu nhìn xuống hướng khuê nữ tay, thật sự có mấy cái gà rừng bị khuê nữ mang theo, tiếp nhận khuê nữ trong tay gà rừng, mạnh đại sơn một cái tay khác dắt Hồng Mai tay nhỏ. Lần sau muốn cùng ta và ngươi nương nói một tiếng, chớ tự mình chạy loạn trong nhà đều gấp chết người, ngươi đại tỷ cùng nhị ca đều xin phép nghỉ tìm ngươi, tân vệ đều gấp khóc. Bình thường thật sự là nhìn không ra, tân vệ nghe được tam tỷ không thấy, lập tức liền tìm khắp nơi, ngoại trừ trên núi, tất cả hắn tam tỷ đi qua địa phương hắn đều tìm nhiều lần, một điểm cái bóng đều không nhìn thấy, tiểu gia hỏa là oa oa khóc lớn trở về, co lại một dựng. Cha, lần sau ta nhất định trước nói cho ngươi cùng ta nương lại đi ra có được hay không? Hồng Mai hồn nhiên vui cười, đáng yêu như vậy khuê nữ, còn làm nũng, mạnh đại sơn chính là có thiên đại lửa, cũng không phát ra được. Viện đứng ở cửa một vị vàng vọt tiểu nam hài, trong mông nhìn qua dưới núi, từ mạnh đại sơn nắm Hồng Mai ló đầu ra đến, ánh mắt của hắn từ hoảng hốt biến thành mừng rỡ, cao hứng, còn có nho nhỏ oán hận, tam tỷ ra ngoài thế nào không gọi ta. Tam tỷ. Lời nói đuôi còn kéo rất dài, có một cổ u oán, còn có một mặt phiền muộn, tiểu đệ, mau nhìn tam tỷ cho đánh gà rừng. Hừ, không có thèm. Tiểu gia hỏa rất có chí khí xoay người, đi vào trong sân, không trải qua dương khóe môi, biểu hiện hảo tâm của mình tình. Tiểu gia hỏa học đại nhân bộ dáng, cổng tay nhỏ hướng bên trong đi. Đi thôi, ngươi đứa nhỏ này, tiếng nhanh phòng rửa cái mặt, trên mặt đều là mồ hôi. Cha, ngài thật tốt. Hồng Mai nhảy nhảy nhóc nhót nhảy tiếng vào, mạnh đại sơn dẫn theo gà rừng theo ở phía sau buổi sáng mọi người lần lượt về nhà hồng mai nhu thuận bưng nước cho nương còn có đại tỷ nhị ca rửa mặt uống nước nương đừng nóng giận ha tam ni mà không phải cố ý lần sau tam ni mà lại đi ra nhất định trước nói cho ngài cùng cha không tiếp tục để ngài nhị lão lo lắng tam ni không có việc gì lần sau nói cho trong nhà là được ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nương cùng cha ngươi đi trước cho đại gia ngươi gia nhị ông nội hai nhà đưa một con gà. Cái này gà ta cũng đừng bán, cho đại gia ngươi gia cùng nhị ông nội trong nhà một nhà đưa một con đi, phân gia thời điểm thế nhưng là giúp nhà chúng ta đại ân, ngươi thấy được không? Mã Lan Hoa biết Tam Ni mà là cái tâm lý nắm chắc, một người thường xuyên trộn đạo bán ít đồ, mình toàn ít tiền, bất quá đứa nhỏ này không ăn một mình, mỗi lần một chút xíu tích lũy tiền, nhiều liền cho nhà mua đồ sẽ còn cho ca tỷ đệ đệ mua đồ nương được a à, làm sao không được ngài cùng cha đợi lát nữa cho đại ông nội nhị ông nội trong nhà còn mang một ít khoai tây đi thôi hầm tại gà trong thịt nhưng thơm tốt mang một ít đi còn lại cái này gà đợi chút nữa cho ngươi ông ngoại nhà bà ngoại đưa nửa cái đi ngươi xem trọng sao đưa một con đi thôi ta sáng mai lại đến trên núi nhìn xem có lẽ còn có đây này một con vậy ngươi và lớn ni nhi mấy cái ăn cái gì hôm qua không phải ăn thịt uống qua canh xương hầm sao không thèm cho ông ngoại bà ngoại nhóm ăn bồi bổ thân thể phân gia về sau ông ngoại cùng bà ngoại cũng phụ cấp nhà mình đám bọn cậu ngoại còn tới nhà hỗ trợ trợ giúp cha mẹ lên núi làm việc trong trí nhớ ông ngoại bà ngoại cửu cửu điều kiện gia đình đều là gian khổ chỉ là mỗi ngày đều lên công ông ngoại bà ngoại bọn hắn cũng sẽ không thường xuyên tới vậy được rồi chờ sau đó chúng ta đều đi ngươi bà ngoại nhà ông ngoại bên trong đi xem một chút không đi ta còn muốn lên núi đâu ngươi đứa nhỏ này còn lên núi làm gì trời nóng nha trên núi mát mẻ ta lên núi hóng mát hồng mai không muốn đi vừa đi cậu liền bị nhiệt tình cửu cửu bóp mặt nàng mới không đi không thích bị bóp mặt hồng mai mới không nguyện ý mình đưa tới cửa bị bóp cho đại ông nội cùng nhị ông nội trong nhà đưa gà rừng chuyện này không vội đi trước thôn bên cạnh nhà ông ngoại bên trong tặng đồ bọn nhỏ cũng không nguyện ý những khác đều là mượn cớ chủ yếu nhất là lúc này đến đang lúc giữa trưa ngày chính thịnh nóng ghê gớm mấy đứa bé một cái cũng không nguyện ý đi mã lan hoa không có cách nào chỉ có thể mang theo đại thương mới khỏi mạnh đại sơn cùng một chỗ về nhà ngoại nghỉ ngơi lâu như vậy mạnh đại sơn còn không có chính thức xuống núi đều là trong nhà cùng trên núi đi dạo, nếu không phải thời tiết quá nóng, vết thương nếu là luôn không tốt sẽ sinh mũ, hồng mai là không có ý định để mạnh đại sơn tốt. Trong nhà nuôi một đoạn thời gian tổn thương về sau, hồng mai còn có mã lan hoa, tân vệ cùng một chỗ mang theo mạnh đại sơn đến huyện thành vào thành nhìn qua tổn thương, cũng mở một chút thuốc, bằng không nàng thật sự không biết nên giải thích như thế nào mình sao có thể chữa khỏi thương nặng như vậy. Tại huyện thành bệnh viện, còn ở 3 ngày, giảm nhiệt đánh sâu nước. Thừa cơ hội này, Hồng Mai còn điều tra một phen thời đại này giá hàng cùng một chút cái này có vật phẩm, một cái tiện nghi đáng thương, một cái là đồ vật ít đến thương cảm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 25 60 Nông Nữ 25 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Mã Lan Hoa Cổng Khoai Tây mạnh đại sơn dẫn theo tương đối nhẹ nhàng linh hoạt một chút giỏ rau đóng cực kỳ chặt chẽ hai vợ chồng người hướng sát vách cao lĩnh thôn đi đến cao lĩnh thôn địa thế muốn cao một chút từ dụ thôn đi qua có thật dài một đoạn đường dốc hai vợ chồng cười nhẹ nhàng thân thân nhiệt nhiệt nói trong nhà gần nhất biến hóa lan hoa trong nhà hiện tại càng ngày càng tốt chờ thân thể ta tốt về sau ngươi cũng nghỉ ngơi nhiều một chút trận này thế nhưng là vất vả ngươi mạnh đại sơn rất ít nói như thế ôn nhu ngày hôm nay nói lời này xem như khó được lời tâm tình mã lan hoa rất thích mạnh đại sơn lúc trước nguyện ý gả cho hắn cũng là bởi vì mạnh đại sơn người này trượng nghĩa đối người tốt còn có chịu khó mặc dù trước đó vài chục năm không có phân gia chịu không ít khổ nhưng bây giờ rốt cuộc khổ tận cam lai vừa phân gia thời điểm mình nương tới đã nói nói mình rốt cuộc sống qua tới cuộc sống sau này càng ngày càng tốt thật hướng nương nói như vậy trong nhà là càng ngày càng tốt trong nhà nóc nhà nhìn xem vẫn là che kín cỏ tranh, thế nhưng là cỏ tranh phía dưới còn đóng một tầng dày đặc chặt chẽ tấm ván gỗ, sạch sẽ lại vệ sinh. Sẽ không còn lo lắng thổi phong da bên trong khắp nơi đều là làm bụi đất, cùng rơm rạ đến rơi xuống. Trên giường mũi trong trướng, trên giường đơn khắp nơi đều là cho bụi, còn có rơm rạ phía trên cùng đất vàng. Thật sự là không sạch sẽ, hiện tại tốt, trên giường trong nồi còn có trong hộp tủ, sẽ không còn có những này bụi đất phòng viện tử khắp nơi đều là nhạc suýt đều ngay ngắn rõ ràng lương thực hầm cùng đồ ăn hầm đều trang tràn đầy ngẫu nhiên còn có thể ăn được thịt trong nhà còn mua thêm không ít thứ thời gian này trôi qua là càng ngày càng tốt chính là nàng trong tay đều tồn lấy hơn mấy chục khối tiền đều là lão nhị nhà bồi tiền lần trước tới huyện thành cho hài tử cha hắn xem bệnh còn tốn không ít tiền nếu không trong tay tiền còn có thể càng nhiều một chút đại sơn không cần lo lắng cho ta ta sẽ chiếu cố tốt mình, về sau còn muốn chiếu cố ngươi cùng bọn nhỏ đâu. Trên đường đi sườn núi đi lên, đi rồi một nửa lên dốc mới tính đi đến, lại đi rồi hơn 20 phút mới tiến cao lĩnh thôn, tiến thôn ngay tại cửa thôn nhìn thấy rất nhiều lão nhân tại cửa thôn giếng đình hóng mát, giếng trong đình có miệng giếng, chung quanh còn có rất nhiều đại thụ, nghe nói đã có trăm năm lịch sử. Cao lĩnh thôn các lão nhân đều biết Mã Lan Hoa, Đại Sơn, Lan Hoa, các ngươi trở về. Sở Bá, chúng ta về thăm nhà một chút cha mẹ ta. Trở về đi, cha ngươi lúc này cũng trong nhà, quá nóng, muốn buổi chiều mới lên công. Ai, vậy chúng ta đi trước. Từng cặp vợ chồng cùng trong lương đình người từng cái chào hỏi xong mới đi về nhà. Mã gia ở tại làng một bên khác, người một nhà đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi, Mã lão đầu hút tẩu thuốc, cộc cộc ngồi ở góc phòng, lão bà tử, ngươi nói đại sơn thân thể tốt hơn chút nào không? Mã lão đầu vẫn là rất lo lắng con rể thân thể, nhà mình cũng không giúp đỡ được cái gì. Hẳn là rất nhiều đi, nghe nói về sau Lan Hoa mang theo con rể đi huyện thành chữa bệnh, hẳn là không có vấn đề gì. Vương lão thái ở một bên xoa xoa dây cỏ, trong lòng khó chịu cực kỳ, Lan Hoa là mình khuê nữ, trước đó một mực bị mạnh gia cái kia già chủ chứa cho tha mài, không biết gặp nhiều ít tội, hiện tại tịnh thân ra hộ, nhà cũng là khốn rất khó khăn, thế nhưng là nhà mình cũng không dư giả, có thể cứu tế cũng cứu tế không ít, cũng không còn có thể lực cứu tế khuê nữ trong nhà. Cái này không gấp chết người sao, cũng không biết khuê nữ trong nhà là uống hiếm, vẫn là hiếm cũng uống không lên. Cửa sân đẩy đã mở, hai vợ chồng thẳng đón đi vào cửa, cha mẹ, ta cùng đại sơn trở về. Mặc kệ lấy chồng bao nhiêu năm, nhà mình vẫn là một chút cũng không có biến, cái này khiến nàng rất lòng chua xót trong nhà một điểm tốt biến hóa đều không có, nhìn xem ngoại trừ nhiều người, thật sự không có biến hóa gì. Lan Hoa, Đại Sơn, các ngươi sao lại tới đây? Tiến nhanh phòng, đứng ngốc ở đó làm gì? Mã lão đầu mừng rỡ đứng lên, mới vừa rồi còn nói Lan Hoa, nghĩ không ra Lan Hoa cùng Đại Sơn liền đến. Cha, liền ngài cùng mẹ ta có ở nhà không? Anh ta em ta bọn hắn đâu? Ở nhà đâu, đều ở nhà mã cường từ trong nhà mặt đi ra ăn cơm trưa xong vừa lúc ở ngủ trên giường một giấc không nghĩ tới đại muội trở về vội vàng rời giường mặc quần áo tử tế ra đại ca đại tẩu mã gia đại tẩu tương anh cũng theo nhà mình nam nhân cùng đi ra nguyên bản nàng liền không ngủ một mực trong phòng bổ quần áo trong nhà quần áo đều là bổ lại bổ không có cách nào trong nhà không có tiền lại không có phiếu mua không nổi bố chỉ có thể không ngừng mà may vá y phục này đều tẩy tới trắng bệt, vải vóc đều hư hại không được, thoáng dùng sức đều sẽ vỡ ra, còn đang xuyên, không mặc làm sao xử lý, không thể không mặc quần áo, mỗi ngày tránh trong chăn, không hạ giường đi. Đại muội, muội phu, các ngươi đã tới. Cha, mẹ, đại ca, đại tẩu, tiểu đệ, đệ muội, ngày hôm nay chủ yếu là trở lại thăm một chút, lần trước trong núi đào mấy cái cạm bẫy. Buổi sáng đại sơn thật đúng là nhặt được mấy cái gà rừng, nghĩ đến cha mẹ sẽ đưa một con trở về, cho cha mẹ bồi bổ thân thể. Còn có điểm ấy trong núi đào núi khoai tây, cho cha mẹ đưa chút đến ăn một chút, hương vị cũng không tệ lắm. Rất nhiều năm, Mã Lan Hoa về nhà ngoại đều là tay không trở về, nói đến cũng là hổ thẹn, mình trước kia đều là tay không trở về, trong nhà cũng không chê mình, mặc dù đối mặt tẩu tử cùng đệ muội có chút xấu hổ, nhưng là mình cũng là không có cách nào ngày hôm nay có thế dẫn theo đồ vật trở về, trong nội tâm nàng là cao hứng, rốt cục không cần tay không trở về, trong lòng mình cũng tốt hơn không ít. Lan Hoa, ngươi làm cái gì vậy, trong nhà còn có ăn, con gà rừng này ngươi giữ lại cho Đại Sơn bồi bổ thân thể. Vương Lão Thái ấm giọng nói khuê nữ, đứa nhỏ này thật sự là không hiểu chuyện, Đại Sơn vết thương trên người còn không có hoàn toàn tốt, con gà rừng này giữ lại cho Đại Sơn bổ thân thể là tốt rồi, làm gì mang về nhà ngoại, mình một đương gia làm chủ cứ làm như thế sự tình thật là một cái không bớt lo nương trong nhà còn lưu lại nhà mình ăn ngài cùng cha những năm này một mực giúp đỡ chúng ta chúng ta cũng không phải cái người vong ân phụ nghĩa chỉ lúc trước không thể làm chủ mỗi lần lan hoa về nhà ngoại đều là tay không con người của ta cũng không có bản sự để lan hoa thụ không ít ủy khuất mong rằng nhị lão chớ trách chúng ta không có lương tâm mạnh đại sơn nói tình chân ý thiết Hắn cần nhất cũng có chỗ tỉnh ngộ, mình trước đó là ngu hiếu, phụ mẫu sinh dưỡng hắn, thích mình liền nhiều hơn bồi bồi, không thích mình trốn xa một chút, về sau có việc chỉ cần mình có năng lực, nhiều giúp đỡ chính là, không có năng lực ba huynh đệ cùng một chỗ gánh chịu, mình không thể lại khoe khoang. Nghĩ đến trước kia làm những sự tình kia, chính hắn đều cảm thấy xấu hổ, giống một cái không có lớn lên hài tử, nhất định phải đạt được phụ mẫu tán thành, có trời mới biết đó là không có khả năng sự tình cha mẹ mình là ai, hắn cũng không phải không biết, còn chấp nhất tại phần này mờ mịt tình thương của cha tình thương của mẹ bên trong, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy ngây thơ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26 60 nông nữ 26 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mã gia ngày hôm nay người người đều cao hứng, chính là mã gia hai vị con dâu đều cảm thấy cao hứng, mình đến mã gia những năm này vẫn luôn là nhà mình trợ cấp mã lan hoa một nhà nghĩ không ra hiện tại cũng có thể có chút hồi báo con gà rừng này cũng có thể cho mọi nhà bên trong bọn nhỏ giải thèm một chút còn có núi này khoai tây cũng có thể ăn một đoạn thời gian trong nhà lương thực thế nhưng là không nhiều lắm cái này cũng có thể chậm rãi mã lan hoa bao nhiêu năm không có vui sướng như vậy mình cũng mở mày mở mặt trở về một lần nhà mẹ đẻ về đến nhà mã lan hoa giống người bị bệnh thần kinh chống nạnh đứng ở trong sân ngửa mặt lên trời cười to, lần thứ nhất như thế tùy tâm sở dục cao hứng. Hồng Mai trực tiếp ở giữa mấy ngàn vạn người rảnh rỗi quan sát, trời vừa tối có hơn trăm triệu người quan sát, ngày nghỉ lễ liền càng nhiều, rất nhiều người vừa lên đến liền dây Hồng Mai tiểu điếm thương phẩm, thật sự là nhanh tay có chậm tay không, sinh ý tốt đến không được. Mạc Lị Hoa Chủ bá ngẫu thật lâu không có mua được nhà ngươi rau dại cùng cây nấm, ngẫu nhanh thèm chết rồi. Mạc Lị Hoa là hồng mai tiểu điếm vị khách nhân thứ nhất cũng là vị thứ nhất phan hâm mộ, nàng đến khóc lóc kể lễ, hồng mai ngẫu nhiên vẫn là phải nể tình. Hồng mai Mạc Lị Hoa bảo bảo, kệ hàng bên trên không có có cái gì, bất quá ngươi bây giờ vỗ xuống ngươi muốn số lượng, ta hiện tại cho ngươi đào. Mạc Lị Hoa Chủ bá, thật sự nha, ngô, a a cộc. Ngẫu hiện tại liền đi chụp, ngẫu muốn 10 cân. Mạc Lị Hoa cũng là hung ác, lập tức liền muốn 10 cân, trong nhà tủ lạnh, có thể giữ tươi, mình cho cha mẹ đưa ngủ cân trở về, mình ngủ cân vừa vặn. Trực tiếp ở giữa vỡ tổ, đám fan hâm mộ trực tiếp oán Mạc Lị Hoa, tâm đen A, tuyệt đối tâm đen, lập tức 10 cân, lần này chọc tổ ong vò vẻ. Mưa thu Chủ bá không thể bán nhiều như vậy, bằng cái gì, chúng ta đều là hạn lượng, một cân một cân mua, vì cái gì Mạc Lị Hoa có thế một lần mua 10 cân, không công bằng. Tiểu thịt tươi. Đúng nha, dựa vào cái gì nha, nếu không chủ bá đền bù chúng ta một chút. Hồng Mai tiểu điếm. Mọi người im lặng, cái này Mạc Lị Hoa là khác biệt, nàng là Hồng Mai tiểu điếm nặng mới mở ra về sau khách hàng đầu tiên cái thứ nhất phan hâm mộ, cái này ý nghĩa không giống A. Nhưng là Hồng Mai cũng không phải mỗi lần đều đáp ứng Mạc Lị Hoa thỉnh cầu, cái này là lần đầu tiên, còn lần thứ hai là lúc nào kia chưa chắc đã nói được mọi người đừng làm rộn phan hâm mộ các bảo bảo không lên tiếng nữa bất quá lúc này có phan hâm mộ lại chủ động liên hệ hồng mai một thời không khác tất cả phan hâm mộ bị ép không thể nói chuyện bọn hắn nhắn lại bị che đậy chỉ có cái này một người có thể nói chuyện trợ lực chủ bá suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một chút tận thế mới bắt đầu là cái gì hình thái còn có tận thế đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, còn có tận thế thật sự có tinh hạch sao. Hồng Mai không biết người này là làm gì, chỉ có thể đơn giản tự thuộc một lần tận thế trước đó thời tiết hình thái biến hóa, còn có tận thế tàn khốc, còn tinh hạch sự tình nàng chưa hề nói, chỉ là còn nói một câu. Các ngươi sinh hoạt thời đại là cái khoa học kỹ thuật nhật tân nguyệt dị thời đại, nhưng cũng là cái ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng thời đại, hy vọng nhìn thấy các ngươi bảo vệ bên người hoàn cảnh. Hồng Mai nói tận thế thời điểm, rất nhiều người đều sợ hãi đến rùng mình, thế nhưng là đây là thân sinh người đã trải qua giảng thuật, mọi người chính là lại sợ cũng là cẩn thận nghe, còn ghi lại video, cái này tương lai có lẽ mình hoặc là hậu đại có thể dùng tới. Trong lúc nhất thời vài ức người online, hệ thống vui không được, wakaka, ca ca, túc chủ chính là cho lực, mình làm sao như thế bỗng, tìm túc chủ chính là cho lực, cách thăng cấp không xa. Hồng Mai trực tiếp ở giữa chính là chen nhiều người hơn nữa cũng sẽ không lát, đây chính là hệ thống cường đại. Rất nhiều người đều thỉnh thoảng điểm tán, cách thăng cấp chỉ là trên lệch một chút như vậy, hệ thống từ hạ ngủ bên trong triệt để tỉnh lại. Hệ thống. Túc chủ, nhanh, tiếp tục kể chuyện xưa, giảng tận thế cố sự, chúng ta lập tức liền muốn thăng cấp, còn kém một chút như vậy, nhanh lên chúng ta ngày hôm nay liền có thể thăng cấp, để người ái mộ kia các bảo bảo liều mạng điểm tán còn kém một chút như vậy. Hồng Mai Hệ thống là ngươi thăng cấp, không phải chúng ta, ta thăng cấp cũng là dị năng thăng cấp, cùng ngươi có quan hệ gì? Hệ thống Biệt giới, túc chủ ngươi thật sự là quá không thể yêu, chúng ta là vận mệnh tương liên một đôi chính phú, không thể chia cắt. Cái hệ thống này thăng cấp, thương thành cũng thăng cấp, thăng cấp về sau có thể nhiều mở một cái vị diện trực tiếp, cũng có thể nhiều gia tăng một cái bảo vệ môi trường cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại tinh tế thế giới thương thành. Có thể để cho túc chủ sớm trợ giúp rất nhiều vị diện, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ kiến thiết mỹ hảo gia viên. Hồng Mai tự hồ có khoảnh khắc như thế minh ngộ, mình giống như phát hiện như vậy điểm chân tướng, hệ thống này cùng mình tự hồ nhận một điểm gì đó trách nhiệm. Chỉ là không có hoàn toàn hiểu được, linh cảm cứ như vậy thoáng qua liền mất. Hồng Mai Hệ thống mở một cái tinh tế thương thành, thật hay giả, đừng gạt ta. Không phải đều là thời không song song sao? Tại sao có thể có tinh tế thời không? Hệ thống. Đây cũng là lần này online nhân số giếng phun cùng điểm tán mang đến, còn có chuyện xưa của ngươi cải biến cùng ảnh hưởng tới người, mọi người càng ngày càng coi trọng bảo vệ môi trường, cũng có ý thức lớn nghĩ bảo hộ hoàn cảnh, còn có rất nhiều mình kinh doanh đại sự nghiệp bên trong thì có đối ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng thương nhân, bọn hắn đã làm tốt quyết định, quan bế những này ô nhiễm công ty con. Đây mới là lần này thăng cấp nhanh nguyên nhân. Thừa cơ hội này cho tốt chủ hảo hảo giới thiệu, chúng ta thăng cấp phương thức không phải giao dịch nhiều ít quyết định, là xem ở tuyến nhân số cùng điểm tán nhiều ít quyết định. Còn có người ảnh hưởng nhân số cùng thế giới quyết định. Cố lên, nỗ lực A. Hồng Mai. Tốt, ta sẽ cố lên nghĩ không ra hệ thống thăng cấp phương thức đặc biệt như vậy nếu như nói hồng mai có một chút minh ngộ hiện tại là đại triệt đại ngộ bất quá hệ thống tinh phân thời điểm mình cũng là rất phiền đây chính là một cái bảo hộ hoàn cảnh hệ thống chỉ là không biết hệ thống nhận sứ mệnh đến cùng là cái gì mình có thể xác định chính là bảo hộ hoàn cảnh là trong đó một hạng sơn lâm xuyên qua hồng mai thi triển dị năng không ngừng mà giảng thuật mình tại tận thế tự mình trải qua Đối cái này màn hình một phía khác thời không kích thích rất lớn, cuối cùng một con giả hô bị Hồng Mai bắt lấy, Hồng Mai tiểu điếm lên khung một con giả hô, bất quá bị Hồng Mai cho chia một phần một phần, một phần một cân, còn có hô máu cùng Lộc Nhung, đều là nhỏ phần nhỏ phần. Các bảo bảo, tự nhiên sinh tồn quy luật chính là như thế tàn khốc, tận thế thế giới so cái này còn tàn khốc hơn, rất có thể ngươi tùy thời bị tạc thành tro, hoặc là lúc nào cũng có thể sẽ bị ngươi đồng bạn bên cạnh một đau mất mạng tận thế tàn khốc so ta lần này giết giả hô còn tàn khốc. Các ngươi nói một chút tận thế có thể so sánh cái này tàn khốc vạn lần trở lên. Nếu như mọi người tiếp tục tiêu xài thiên nhiên ban cho chúng ta mỹ hảo hết thảy, tương lai các ngươi có thể sẽ gặp được như thế tàn khốc thế giới, cho nên mọi người vẫn là nhiều hơn chú trọng bảo vệ môi trường. Màn hình một phía khác, phan hâm mộ các bảo bảo nhìn thấy hồng mai giơ tay chém xuống, cho mọi người phô bày cái gì gọi là mạnh được yếu thua máu me nhầy nhộ một mảnh, thật sự là tàn nhẫn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27 60 nông nữ 27 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đinh đinh đinh, hệ thống thăng cấp bên trong, trực tiếp cũng là hoàn toàn mơ hồ, tất cả đều là bông tuyết điểm. Hồng Mai tựa như nhìn thấy kiếp trước rất nhiều năm trước của kỹ TV, một ra vấn đề chính là bông tuyết điểm không văn nhã biểu môi, một người tại núi rừng bên trong xuyên qua, còn từ trên núi làm đào một chút khoai tây sách về đi, thứ này trong nhà chê ít. Lúc trở về ở một bên suối nước một bên, xuyên mấy con cá, xuyên thành một chuỗi, dùng gậy gỗ chọn, tiêu tiêu sái sái chạy vội xuống núi, nhà mình liền ở bên cạnh ngọn núi ở giữa, xuống núi rất nhanh. Đại tỷ, nhị ca tiểu đệ mau ra đây, chúng ta ngày hôm nay cá nướng ăn. Hồng Mai vừa vào cửa liền gọi trách móc, nông thôn chính là như vậy. Tam Muội, ngươi lại chạy tới chỗ nào bắt cá? Trong nhà điều kiện tốt, lại cách nhà của những cái kia cực phẩm kỳ hoa xa, Hồng Quyên tiếng nói đều lớn rồi rất nhiều, thời gian khổ điểm không sao, chỉ là có khác kỳ hoa. Không có có bao xa bên dòng suối, lần sau các ngươi cũng có thể đi xiên cá. tỉ một đầu chúng ta hầm, một đầu thịt kho tàu có được hay không? Hồng Mai trù nghệ là qua loa, Hồng Quyên là cái nhã nhặn nữ hài tử may y phục nấu cơm đều làm rất tốt hồng mai nịnh nọc dáng vẻ khí cười hồng quyên ngươi a một nhắc đến ăn đồ vật phía trên liền cái dạng này tổng cộng liền mấy con cá còn một bữa ăn hai đầu cá nhưng làm ngươi đẹp đến mức tỷ ngươi liền cho hồng mai làm mà lúc nào muốn ăn ta lại đi bắt bắt lấy đại tỷ cánh tay không ngừng mà lung lay khuôn mặt nhỏ nhắn còn tựa ở trên cánh tay từ từ hồng quyên đều bị muội muội ép cánh tay đau nhức cốt làm cho ngươi thật sự là sợ ngươi mỗi lần đều là như thế này cánh tay của ta cho ngươi ép gãy thoát khỏi mệt nhọc tam muội lắc lư chính mình cũng cánh tay tức giận nói hai câu hồng mai đạt tới mục đích cười ha hả sai sử mình anh ruột đi làm việc nhị ca giúp một chút thôi cá về ngươi thu thập biết rồi ta tự giác không cần ngươi nhắc nhở mạnh tân minh gật gật đầu dẫn theo cá một người đến thạch qua một bên. Đây là hồng mai sai sử nhị ca một người đào một cái hố nước, dưới đáy phủ kín hòn đá nhỏ, vừa bên trên cũng là xây tốt phiến đá, rất đầy sạch sẽ nước. Hiện tại thạch qua bên trong không có nước, có thể tự mình dùng thủy dũng múc nước về sau ở đây giết cá, dùng nước xối sạch sẽ. Trong nhà hiện tại xác thực làm sạch sẽ sạch sẽ, đều là hồng mai trong nhà chơi đùa lung tung. Cách dụ thôn không xa căn cứ quân sự, ở một đoàn, nơi này có đại sơn làm bình chướng, thật là tốt huấn luyện địa phương. Nơi này địa vực đặc điểm, chính là Nam Bắc thông hợp thành, tình huống so với bình thường địa phương muốn phức tạp, từ xưa đến nay nơi này đều là binh gia vùng giao tranh, nơi này cũng có bộ đội đóng giữ. Còn không phải bình thường bộ đội, là tinh nhuệ chi sư. Giang tử cường lệch ra ngồi trên ghế, thân luôn nhìn xem liền chướng mắt, lão Giang, có thế ngồi thẳng không? Thế nào, lão thân ngươi đừng ganh tị a, à, lão bà ta đều mặc kệ ta tư thế ngồi, ngươi quản cái gì? Giang tử cường phiền nhất lão thân nhắc nhở mình quy củ, hắn tại kinh đô quê quán cũng là một năm bốn mùa bị lão nương nhắc nhở, thật đúng vậy, mình một cái cẩu thả hán tử, như vậy giảng cứu làm gì? Lão bà ngươi quản được ngươi ở văn phòng làm sao ngồi không? Ngươi nha lười nói ngươi, ta có việc hỏi ngươi. Hỏi thôi. Giang tử cường tiếp tục lệch ra ngồi, trong tay còn cầm một thanh quạt hương bồ, không ngừng đều quạt gió, ngày này nóng, thật sự là bực bội. Lần trước ngươi đi bắt người, kia lăn miệng không phải thụ thương sao? Thế nào, không phải sớm xong chưa? Là tốt, bất quá rất kỳ quái chính là lăn miệng vết thương tốt về sau, một điểm vết sẹo cũng không có, nghe nói tốt cũng nhanh, sao chúng ta hiện tại dùng thuốc đều tốt hơn, ngươi nói kia là dược thảo gì? Chúng ta nếu có thể tìm tới, về sau ra ngoài mang một ít, hoặc là cho tương quan nhân viên nghiên cứu nghiên cứu, nói không chừng tương lai sẽ có khác kinh hỉ cho chúng ta. Ai cũng không có chú ý, lúc ấy ở trên núi gặp được một đôi mẹ con, các nàng là nơi đó đồng hương, ở trên núi đào rau dại, thuận tiện hái ít thảo dược, nghe các nàng nói chuyện phím, hẳn là trong nhà có người bị thương, ta vốn là muốn mua một điểm đưa tiền, nhưng là tiểu cô nương chết sống không cần tiền, đưa lăng miệng một chút, lúc ấy cũng không có chú ý là mấy trồng thảo dược làm cùng một chỗ nhai nát hoặc là đập nát sau thoa lên trên vết thương. Chính là mấy loại quấy hòa vào nhau mới không biết đến cùng cụ thể có chút cái gì, đơn nhất thực vật lăng miệng nhất định có thể nhớ được. Phía sau ngươi khẳng định không có nghe các chiến sĩ nói qua tốt bao nhiêu, lăng miệng đạn lấy ra về sau, lăng miệng bỏ qua bệnh viện thuốc, nhưng là hiệu quả không phải rất rõ ràng, ngày thứ hai lại đắp thảo dược, hiệu quả tốt đến không được. Cái này muốn hỏi tiểu cô nương mới biết được ta là không nhớ ra được. Giang tử cường làm sao cũng không nghĩ tới tiểu cô nương cho thảo dược hiệu quả tốt như vậy, nhưng là mình cũng không thể tùy tiện liền đi hỏi người ta thảo dược phối phương, khả năng này là người ta trong nhà thế hệ truyền thừa xuống, cũng không thể ngu sao mà không sách đen không đề cập tới liền hỏi, còn có chính mình là biết cái này phối phương cũng không thể tùy tiện dùng. Hừng, chúng ta muốn hay không đem việc này hợp thành báo lên? Muốn, cái này cũng có thể là là người ta trong nhà thế hệ truyền thừa xuống. Chúng ta muốn chinh cầu người khác đồng ý mới được. Khi là khẳng định, chúng ta cũng không phải ác bá. Tích tích tích. Túc chủ chú ý, hệ thống thăng cấp thành công. Mời rút sạch xem xét. Hệ thống rốt cục thăng cấp hoàn thành, Hồng Mai nằm tại trên giường trúc, đối không trung, đưa tay điếm kích phía trên một cái HD màn hình, trực tiếp thời gian mặt còn có rất nhiều người, a, à, chủ bá thượng tuyến trước đó không phải kiểm tra tu sửa sao kiểm tra tu sửa hoàn tất đi nhìn xem chủ bá bắt chéo hai chân nằm tại trên giường trúc nhìn xem thật sự là hài lòng đúng nha bất quá chủ bá không nói lời nào giống như là đang nghiên cứu cái gì lúc này màn hình cũng khuếch trương lớn không ít tại bên tay phải bên trên có hai cái rất nhỏ cửa sổ xem xét chính là đã mở ra hai cái gì thời không trực tiếp bình đài một cái là thời không song song mấy chục năm về sau một cái là tinh tế thời không có thể đồng thời quan sát hồng mai trực tiếp cũng có thể trực tiếp tại hồng mai tiểu điếm mua đồ hệ thống trong thương thành cũng khai thông đơn giản cơ sở tinh tế thương phẩm mua tệ loại không giống nhưng là hệ thống sẽ chuyển đổi tinh tế là tinh tệ tinh tế mua đồ là dùng tinh tệ hệ thống liền tiếp nhận tinh tệ hồng mai mua tinh tế đồ vật cũng có thể dùng tinh tệ sai ơ tinh sai ơ lịch tinh tú trải qua không biết bao nhiêu vạn năm hoàn cảnh cũng là lặp đi lặp lại biến hóa gần vạn năm qua hoàn cảnh đã khá nhiều nhưng là rất nhiều có thế ăn đồ vật trải qua vạn năm thậm chí nhiều hơn kéo dài tuế nguyệt một chút có thế ăn đồ vật nhiều lần biến dị bọn hắn đã nhận không ra cũng không dám ăn bậy rất nhiều trước đó có thế ăn đồ vật trải qua biến dị đã không thể lại ăn mang theo khí độc là không thể ăn đại đa số ăn uống đều là không thể ăn có thế ăn đồ vật không nhiều, sai ơ tinh nhân đối với ăn đều đã không có hứng thú gì, bọn hắn ăn đều là loại kia trải qua áp suất lại áp suất qua năng lượng dịch, cái này một bữa một ống, một ngày ba quản liền mấy loại đơn giản khẩu vị. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 60 Nông Nữ 28 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hai cái hoàn toàn thời gian không gian khác nhau, cho Hồng Mai to lớn kinh hỉ. Trong thương thành có lẽ chỉ có thể mua đê đẳng nhất đồ vật, nhưng cũng là chính mình sở tại thế giới không có. Có lẽ mình có thể làm những gì, bất quá bây giờ còn chưa được. Hồng Mai một mặt cười ngớ ngẩn, nhìn đệ nhất thời không, thế kỷ 21 thời không, phan hâm mộ các bảo bảo đánh trùng mình, chủ bá hoa si, thật là đáng sợ. Không có ai biết Hồng Mai đang suy nghĩ chút cái gì hồng mai biết hệ thống chí ít có chung một mục đích là bảo vệ hoàn cảnh chính mình sở tại thế giới đều hoàn cảnh càng tốt mình và hệ thống đoán chừng lại càng tốt cái này giả chết hệ thống cái gì cũng không nói với mình thật sự là say người khác hệ thống làm sao ngay từ đầu liền bàn giao lai lịch cùng chuyện cần làm mình hệ thống ngậm miệng không nói còn đặc biệt thích giả chết nàng cũng là chịu phục hồng mai đối hệ thống oán niệm không phải bình thường sâu là sâu không thấy đấy tại hồng mai thật sâu oán niệm bên trong thứ hai thời không sai ơ tin trực tiếp bình đài tiến đến một fans amid liếc mắt liền thấy bắt chéo hai chân không biết nhìn cái gì chủ bá hiếu kỳ amid lẳng lặng quan sát rất kỳ quái cái này y phục trên người làm sao kỳ quái như thế bất quá thiện về suy nghĩ cùng tỉnh táo amid cũng không nói lời nào lại điếm kích gốc dưới bên trái mua sắm rổ đi vào cửa hàng nhìn xem có thương phẩm gì có thể mua nhìn mấy thứ ghi rõ là rau quả cùng ăn thịt đồ vật, Amix không chút do dự ra mua. Để nhất bút tinh tế sinh ý đạt thành, Hồng Mai không có phế mảy may chi lực, tích tích tích, nhắc nhở túc chủ, tinh tế đơn đặt hàng đạt thành, mời bàn giao khách hàng làm thế nào, không muốn sói mòn khách hàng. Đang ngẩn người Hồng Mai, kiểm tra một hồi quả thật có người mua rau dại cùng gà rừng, nhìn nhìn lại thứ hai thời không bình đài có một cái phan hâm mộ bảo bảo hồng mai chỉ có thể ở trực tiếp ở giữa nói chuyện chúc mừng hồng mai tiểu điếm trực tiếp lại khai thông một cái tinh tế bình đài sai ơ tinh đồng thời chúc mừng có vị thứ nhất sai ơ tinh phan hâm mộ bảo bảo amis trở thành hồng mai tiểu điếm người khách quen đầu tiên vung hoa vung hoa vung hoa hồng mai vừa nói đến để nhất thời không phan hâm mộ bảo bảo sôi trào làm sao có thể còn mở ra tinh tế sai ơ tinh cái này quá bất khả tư nghị amis kinh ngạc nhìn trong màn hình cùng mình tinh hệ hoàn toàn khác biệt người cái gì thứ hai thời không, có phải là có thể hiểu được là còn có đệ nhất thời không, cái này trực tiếp bình đài kết nối cái nào không biết tên tinh cầu. Ban đêm đệ nhất thời không, rất nhiều người vội vàng tăng ca giao tế, thế nhưng là đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, lần thứ nhất tại trực tiếp ở giữa chân chính nhất thiết nghe được tinh tế, xem ra tại trong vũ trụ thật sự có những khác thích hợp ở lại tinh cầu. Chỉ là không biết là nguyên thủy tinh tế vẫn là khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế. Phan hâm mộ các bảo bảo điên cuồng soát vòng bằng hữu, kinh hiện người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh tin tức, vân vân. Quan Phương cũng là ngay lập tức biết rồi tin tức này. Vô lượng đệ nhất thời không làm sao điên cuồng, Hồng Mai bên này vẫn là gió êm sóng lặng, Amit tiếp tục lặng lặng nghe, Hồng Mai đang dạy hắn làm thế nào những thức ăn này. Nói rất tỉ mỉ. Amit một mặt mờ mịt, mình là mua một chút cái gì, còn có đây đều là dùng thứ gì làm, mình làm sao đồng dạng cũng không biết ai nha nói khô cả họng uống chút đồ uống thuận tay từ không gian trữ vật bên trong lấy ra một bình nước khoáng dễ chịu a à, rốt cục sống lại mặc kệ màn hình một phía khác đám người làm sao kinh ngạc hồng mai ngày hôm nay trực tiếp đến đây là kết thúc gối lên từng tia từng tia ý lạnh tiến vào trạng thái ngủ hừng đông người trong nhà đều lặng lẽ rời giường người trong nhà đều biết hồng mai lúc này nếu không phải lên núi chính là đang ngủ người trong nhà đều không có ai tới gọi lên nàng hồng mai nhìn như mỗi ngày đều tại sơn lâm xuyên qua mọi người đều biết nàng là trong nhà trụ cột mỗi ngày đều là rất mệt mỏi tất cả mọi người hy vọng nàng nghỉ ngơi nhiều phối hợp làm mình sự tình đi học đi học làm việc làm việc hiện tại mạnh đại sơn rất nghe nhỏ khuê nữ không cho phép hắn làm phí thể lực sống hắn liền nghe khuê nữ mình không dưỡng tốt thân thể về sau người trong nhà y nguyên lo lắng thật chẳng lẽ cùng khuê nữ nói, hiện tại không nghe lời dưỡng tốt thân thể sinh mạnh, về sau sẽ vì người trong nhà mang đến rất nhiều phiền phức, muốn thật sự là như thế, mình còn không bằng hiện ngay lập tức dưỡng tốt thân thể. Mạnh Đại Sơn tiếp tục cho nhà bệnh các loại rổ cái gùi cùng cỡ lớn có thể phơi nắng đồ vật trúc chế phẩm. Tân vệ cầm tam tỷ tiển hắn sách nhỏ cùng bút chì ở bên trên không ngừng mà luyện chữ, có tỷ tỷ đưa cao su xoa, hắn đều là luyện chữ xong, cảm thấy chữ rèn luyện tất sẽ viết nhớ kỹ, liền lau đi, tiếp tục lại dùng. Cái này vỡ chính là bảo bối của hắn, bất quá hắn còn bớt thời gian dạy tam thúc trong nhà đều đường ca, hai người lúc không có chuyện gì làm, hắn cũng sẽ dạy hắn. Mã Lan Hoa trong nhà thu thập, nàng bây giờ lúc không có chuyện gì làm liền thích thu dọn nhà bên trong, nàng đợi nhỏ khuê nữ tỉnh về sau cùng đi trên núi, không biết vì cái gì chỉ cần cùng Tam Ni mà cùng nhau lên núi, luôn luôn có thể tìm tới rất nhiều thứ. Nàng cảm thấy mình khuê nữ tam ni bên trên lần bị nện đầu về sau, phúc khí là càng ngày càng tốt, khẳng định là các lão nhân nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Giảng gân cốt một cái, ngáp không ngớt, hồng mai nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa, thật là nóng náo, sớm như vậy liền có nhiều người như vậy online, những này phan hâm mộ các bảo bảo không ngủ được sao? Các bảo bảo, các ngươi không ngủ được sao? Chủ bá, Ngươi rốt cục nói chuyện, hỏi một chút chủ bá, thật sự có tinh tế sao? Hừng, đương nhiên là có tinh tế, làm sao ngạc nhiên như vậy, ta trực tiếp ở giữa là hướng toàn vũ trụ mở ra, chỉ là mỗi qua một đoạn thời gian mới có thể mở thả một cái thời không, tương lai có lẽ khai thông một cái ma pháp thời không cũng khó nói. Ha 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 ha. Đứng tại trên giường trúc, chống nạnh hồng mai tên điên, như cái ngốc cô đồng dạng, ở nơi đó một người cười ngây ngô. Ngạo kiều nhỏ bộ dáng, cười xấu để nhất thời không phan hâm mộ các bảo bảo, rất ít nhìn thấy tàn nhẫn hồng mai dạng này. Tốt A, à, chủ bá lợi hại nhất. Đúng thế, ta còn có thể mua tinh tế đồ vật đâu, lợi hại hơn A. À. Wow, wow, wow. Thật là lợi hại nha. Rất nhiều phan hâm mộ bảo bảo biểu thị rất lợi hại, tinh tế đồ vật xác thực rất lợi hại. Cái này trực tiếp không thể tự mình liên hệ chỉ có thể ở công cộng bình đài liên hệ hồng mai rất nhiều quốc gia quan phương người phát ngôn liên hệ hồng mai thế nhưng là hồng mai hết thảy xem như không nhìn thấy chỉ có hoa quốc quan phương người phát ngôn nhắn lại hồng mai mới đáp lời mời nói đi có chuyện gì muốn hỏi chủ bá có thể giúp chúng ta mua chút tinh tế thương phẩm sao tạm thời không được đồ vật quá đắt còn mua không nổi mặc dù là cơ sở thương phẩm cũng không phải chủ bá có thể mua nổi chờ đợi thời gian rồi nói sau. Tốt, đến lúc đó liên hệ chủ bá. Từng. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 29 60 nông nữ 29 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Khô hạn càng ngày càng hiện hình, mạnh đại sơn trong nhà là không sợ, thế nhưng là huynh đệ mình trong nhà cùng đại bá nhị bá trong nhà cũng không thể nhìn bọn hắn chết đói, Mạnh Đại Sơn gần nhất có thật sâu lo lắng, hiện tại mỗi ngày chuyện cần làm không nhiều, trong thôn tráng lao lực đều tại rất xa trong sông gánh nước đến tưới tiêu ruộng nước, lão nhân cùng các nữ nhân tại hạng trong đất nhổ cỏ. Hồng Mai tại thật nhiều trụ sở bí mật đều dùng dị năng gieo bắp ngô cùng khoai lang, cùng khoai tây, đây đều là tương lai khả năng giúp đỡ người trong thôn không đói bụng. Nhìn xem này từng mảng bắp ngô, cùng khoai tây, khoai lang, hồng mai đột nhiên cảm thấy mình có chút quan âm bồ tát phổ độ đại chúng cảm giác nước trong ruộng lúa cây lúa cũng là ấm ức nhìn xem cũng không phải là rất tốt không có cái gì thu hoạch lại là một ngày hoàng hôn tứ ngược một ngày mặt trời bắt đầu thu thập mình dâm uy hướng về đường chân trời xuất phát ở bên ngoài bên trên bận rộn một ngày đám người cũng bắt đầu nhao nhao trở lại về nhà mình bên trong hồng mai xuống núi về nhà vừa vào cửa liền xem trong nhà ngồi mấy vị quân nhân trong đó có mình nhận biết, không rõ những người này tìm tới nhà mình là tới làm gì. Tất kỹ cái gùi, đi vào. Tam Ni, mau tới, cái này quân giải phóng các đồng chí là tới tìm ngươi. Mạnh Đại Sơn thật cao hứng, mấy vị này quân giải phóng đồng chí, đã tới rất lâu, mình một mực bồi người ta nói chuyện phím uống trà, nhưng nhà mình không biết nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, trông thấy khuê nữ trở về, hắn cực kỳ cao hứng, trong nhà liền tam ni mà miệng nhất biết nói chuyện, hạ độc chết người không đền mạng miệng. Cha, tìm ta làm gì? Không rõ những người này tìm mình làm gì. Bất quá nàng vẫn là nhu thuận đi tới, tại mình cha bên cạnh ngồi xuống. Tiểu cô nương, là như vậy, lần trước ngươi cho qua chúng ta mấy cây thảo dược, ngươi còn nhớ rõ sao? Giang tử cường mở miệng trước hỏi, nụ cười trên mặt nhìn liền làm người ta sợ hãi, cái này cười có điểm giống lão sói xám, hồng mai trong lòng cảnh giác lên làm sao vậy kia thảo dược không có vấn đề cha ta thụ thương chính là dùng cái kia là không có vấn đề là hiệu quả quá tốt rồi cho nên chúng ta muốn hỏi một chút ngươi đây là gia truyền phối phương vẫn là chính ngươi nghĩ ra được đều không là là người khác dạy gia truyền cái gì người khác sau khi nghe ngóng liền biết lão tổ tông cái gì cũng không có truyền thừa liền truyền thừa một cái không rõ ràng lão đầu tử là ai vậy, là người trong thôn sao? Không là, là tại trong núi lớn gặp phải một vị lão gia tử, hắn dạy ta. Cái này láo vung, về sau sẽ không cần một mực vung đi xuống đi, mình thật sự là không có nghĩ tới nha. Khuôn mặt nhỏ đều nhíu chung một chỗ, Giang Tử Cường xem xét, tiểu cô nương này là không nguyện ý nói thêm nữa vẫn có cái gì khác khó xử chỗ. Hắn bên cạnh thân chính ủy cũng là bắt gấp, chính ủy có thể so sánh đoàn trưởng càng biết nói chuyện càng sẽ xem sắc mặt, xem xét tiểu cô nương mặt vo thành một nắm, trong lòng liền luống cuốn. Cái này có cái gì không thể nói còn là tiểu cô nương không nguyện ý mình những người này nghe ngóng phối phương. Thân chính ủy chỉ có thế tự mình ra trận, để lão Giang tiên phong, cũng là bởi vì lần trước lão Giang gặp qua tiểu cô nương, mình này mới khiến hắn nói chuyện trước. Hắn chuyển đổi trong đầu tư tưởng, trên mặt lộ ra làm chính trị công việc lúc hòa ái nụ cười, đối lấy bé gái trước mắt thân thiết nói tiểu cô nương ngươi đừng sợ chúng ta là đến cảm tạ ngươi lần trước có ngươi thảo dược chiến sĩ của chúng ta rất nhanh liền chữa khỏi tổn thương đã có thế một lần nữa huấn luyện đồng thời không có cái gì di chứng há là như thế này a à, khi người bị thương tới rồi sao mang cảm tạ lễ vật không có hồng mai vậy mới không tin đâu khẳng định là có chuyện khác cái này một phòng toàn người ngoại trừ hồng mai đều ngẩng người không phải hàm xúc sao lúc này người đều phổ biến tương đối hàm xúc trực tiếp như vậy muốn lễ vật còn là lần đầu tiên gặp thân chính ủy cười đứa nhỏ này không đơn giản hắn liền đặc biệt ái tài thích thông minh hài tử tiểu cô nương không tệ ngươi cứu đại ca ca tới lễ vật cũng mua ngươi yên tâm đi lăng miệng mang theo lễ vật đi lên trước đem lễ vật để lên bàn mới lui xuống đi. Hồng Mai nhìn thoáng qua thân chính ủy, liền biết đó là cái lão hồ ly, mười phần lão đạo. Không hổ là công tác chính trị cán bộ. Trực tiếp ở giữa Phan Hâm mộ các bảo bảo đều không ai ngừng thở, nhìn xem cái này một già một trẻ giao phong, kỳ thật Hồng Mai cũng không phải là một cái giả hoặc người tinh minh, nàng vẫn luôn là một cái đơn giản thô bạo người, tận thế người đều tôn sùng thực lực, âm mưu quỷ kế cũng có thế nhưng là đại bộ phận đều là thờ phụng thực lực chí thượng tâm nhãn của nàng căn bản cũng không nhiều đây là khuyết điểm của nàng cũng là ưu điểm của nàng nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút đưa lên lễ vật đại binh sau đó liền cái gì nói cũng không nói trong phòng xuất hiện trong nháy mắt trầm mặc hồng mai cũng không biết nói cái gì nàng căn bản cũng không biết những người này đến tầm nhìn có thể nói cái gì sớm liền trốn ở phòng bếp nấu cơm mã lan hoa cùng lớn ni nhi còn có tân minh đều tại trong phòng bếp hỗ trợ tiểu tân vệ dưới chân núi tam thúc trong nhà chơi trong phòng mạnh đại sơn cũng không biết nói cái gì bất quá như thế lạnh tràn diện để hắn cảm giác đến không có ý tứ muốn nói khuê nữ hai câu lại không đành lòng hắn chỉ có thế tự mình mở miệng đồng chí đừng thấy lạ nhà ta tam ni mà không phải thật sự muốn lễ vật nàng vẫn còn con nít mạnh đồng chí Chúng ta biết đến Tam Ni mà là cái hảo hài tử. Là giọt, nhà ta Tam Ni mà thật là một cái hài tử, từ ta thụ thương đến, đều là nàng cùng nàng nương cùng nhau lên núi đào rau dại đào núi khoai tây, khoai lang, đứa nhỏ này thật sự là đủ khổ, nhưng là nàng từ không ấm ức, còn làm cho nàng ca tỷ đi học, thật sự là cái hảo hài tử, không phải ta thổi không có mấy nhà hài tử có hài tử nhà ta hiểu chuyện. Mạnh Đại Sơn nói lên trong nhà hài tử kia là thao thao bất tuyệt rất có thể nói. Những người này cũng là lặng lặng nghe, không lại nói cái gì, không ai đánh gãy Mạnh Đại Sơn lời nói, thẳng đến Mạnh Đại Sơn nói xong, Giang Tử Cường mới nói. "Mạnh đồng chí, tiểu cô nương, chúng ta tới cũng có chuyện cầu các ngươi hỗ trợ, lần trước tiểu cô nương cho thảo dược cầm máu giảm nhiệt hiệu quả thật sự không tệ, chúng ta liền muốn hỏi một chút, thảo dược này có phải là có phối phương, toa thuốc này có thể hay không bán cho quân đội chúng ta?" những này tại giả ngoại tác chiến còn có cho chuyên gia y học nghiên cứu có thể hay không làm thành thuốc bột, thuận tiện về sau mang theo. Ngày hôm nay tới chính là muốn hỏi một chút tiểu cô nương, cái này hoàn chỉnh đơn thuốc có thể hay không bán. Giang tử cường có thể làm được đoàn trưởng cũng không phải là không có mưu lược, hắn thích đơn giản ngay thẳng chút làm người làm việc, rất phù hợp hắn phong cách làm việc. Mạnh đại sơn trợn tròn mắt, mình cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn lấy mình khuê nữ, Hồng Mai biết bọn hắn ý đồ đến, mình ngược lại là không quan trọng, mình hái thảo dược là có thể nói cho bọn hắn phòng ở, nhưng là mình có thể hay không yếu điểm chỗ tốt, nhà mình về sau không thể dạng này qua, muốn điểm ra đường mới là. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 30 60 nông nữ 30 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cuối cùng hiệp thương xuống tới là, không muốn tiền tài, chỉ cần một cái tham quân danh ngạch là cho 5 năm sau mạnh tân minh, còn có lại muốn hơi lớn gạo nhào bột mì phấn, cùng mảnh nói, đây là hồng mai đề nghị, cho nhà mình cùng tam thúc trong nhà đều đem nóc nhà thay đổi, dạng này đến mùa đông cũng không sợ trời mưa tuyết rơi. Đối với yêu cầu như vậy, Giang tử cường cùng thân chính ủy tuyệt không cảm thấy nhiều, cái này phối phương về sau có thế cứu vãn rất nhiều sinh mệnh, mặc dù không phải trực tiếp, thế nhưng là có thảo dược này, về sau bị thương nữa, có thể kịp thời cầm máu, cũng không dễ dàng lây nhiễm, cái này có thể trì hoãn rất nhiều thương thế. Hồng Mai không phải một cái người hẹp hòi, nhưng có phải thế không một cái gì người, nàng đều sẽ đưa tay hỗ trợ người. Trong nhà cũng không phải là không muốn cho Tân vệ muốn một cái tham quân danh ngạch, chỉ là Tân vệ bây giờ còn nhỏ, đợi đến hắn lớn lên, cái hứa hẹn này còn tính hay không số lại là một vấn đề. Lại có là khi đó cũng kém không nhiều muốn cải cách mở ra đặc thù niên đại khả năng cũng kết thúc hồng mai liền muốn để tân vệ mình ra ngoài vọt ra đường cũng không thể hai người đều tham quân vẫn là phải lưu một cái trong nhà nhìn qua đã đi xuống núi mấy người người trong nhà cao hứng không được đặc biệt là tân minh cao hứng cười không khép miệng cha mẹ ta về sau có thể đầu quân tham quân a tân minh si ngốc ngơ ngác cười đi về phòng hồng mai thật là không có con mắt nhìn trong nhà này lòng người tố chất thế nào thấp như vậy một cái tham quân danh ngạch liền vui thành dạng này thật đúng thế ca đừng cười giống kẻ ngốc giống như còn sao hồng mai kỳ thật cùng thời đại này người ở trong lòng bên trên có sự bất đồng rất lớn cũng có rất nhiều không tán đồng cảm giác trải qua tận thế đối với cuộc sống bên trên có thế tán đồng nhưng là đối với thời đại này rất nhiều thứ nàng không có cách nào tán đồng cũng không có cách nào hòa tan vào nàng một mực dùng mình nhận biết tại làm chuyện làm người khả năng này là lần đầu tiên xuyên việc nguyên nhân khả năng đến đằng sau trải qua đồ vật cùng nhiều chuyện mới có thể hòa tan vào tam ni ngươi không hiểu còn là tiểu hài tử lần này mạnh đại sơn đều là đứng tại mạnh tân minh kia một đầu bọn hắn đối với quân đội là rất hướng tới còn có sùng bái cha là ta còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng là anh ta cần phải càng cố gắng học tập còn muốn bảo vệ tốt con mắt về sau con mắt không tốt cũng sẽ không bị tuyển đi vào, học tập chỉ có thể ban ngày cố gắng, chỉ có học giỏi, học đồ vật nhiều tại bộ đội mới có tiền đồ. Tam đi ngươi nói hô nói vượng, thật nhiều tham gia quân ngũ đều không biết chữ. Tân Minh thế nhưng là biết những này, Tam muội mơ tưởng lừa gạt mình. Vâng, rất bao lớn đầu binh không biết chữ, thế nhưng là có tiền đồ binh, có thế tấn thăng binh đều biết chữ, muốn về sau cả một đời lưu tại bộ đội liền phải biết chữ không biết chữ cuối cùng đến niên hạn đều trở về tam muội ngươi thế nào biết đến tất cả mọi người nhìn qua hồng mai tam ni mà biết đến thế nào nhiều như vậy vừa rồi tại một bên cho hai vị thúc thúc bá bá lấy thảo dược thời điểm ta lặng lẽ hỏi bọn hắn cổ vũ nói muốn ta ca học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước về sau đến bộ đội mới có tiền đồ mạnh đại sơn giống như minh bạch cái gì tân minh là như thế cái lý nghi đến học tập cho giỏi về sau đến bộ đội mới có thể có tiền đồ được rồi cha mẹ ta về sau nhất định sẽ học tập cho giỏi tranh thủ cả một đời đều lưu tại bộ đội cha mẹ cái này ca có cái tham quân danh ngạch sự tình nhà ta nhưng cũng không thể ra bên ngoài nói chính là tân vệ cũng không thể bên ngoài nói với bất kỳ ai đây chính là một cái đại bạch bánh bao thịt nhà ai đều muốn đến lúc đó nhất định sẽ cho nhà đưa tới phiền phức hồng mai không nghĩ tin tức này bị nhà mình bên ngoài bất luận kẻ nào biết không nói đánh chết cũng không nói đối với bất kỳ người nào cũng không nói trong nhà những người khác trăm miệng một lời một bộ đánh chết cũng không thể nói bộ dáng hồng mai nhìn đều tốt cười cũng không lại nói cái gì biết giữ bí mật là tốt rồi còn có thế bảo đảm bao lâu ai cũng không biết bất quá mình có bộ đội cho chứng minh còn có mình cường đại vũ lực giá trị cũng không có ai dám đoạt Giám đoạt nhà mình danh ngạch người, mình cũng sẽ không để hắn đạt được. Trực tiếp thời gian mặt Phan hâm mộ các bảo bảo nhìn rất náo nhiệt, cái này trực tiếp mặc dù là mua đồ, thế nhưng là cái này trực tiếp so với cái kia những khác trực tiếp trên bình đài các loại ca hát, khiêu vũ. Những này trực tiếp đều tốt hơn nhìn, muốn có ý tứ. Dưới núi dụ thôn bên trong, rất nhiều lão nhân ngồi sổn ở bờ ruộng bên trên khóc, khóc cái kia thương tâm A. Cái này đều muốn làm đồng không có nước nhưng làm thế nào a à? các lão nhân ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên khóc cái kia tê tâm liệt phế a à. hồng mai khó được từ nhà mình xuống tới dẫn theo đồ vật chuẩn bị đến đại ông nội cùng nhị ông nội trong nhà đưa chút trứng gà rừng đi ngang qua thời điểm trông thấy một đám lão đầu tại bờ ruộng bên trên khóc cái kia thương tâm a à? thật sự là gọi cái kia thương tâm một cái lão đầu có vẻ như chính là nhà mình nhị ông nội hồng mai đi nhanh lên quá khứ nhị ông nội ngươi làm gì tại cái này khóc đâu vì sao a à? hồng mai không hiểu nhìn xem mấy cái lão đầu ôm đầu khóc trống thật sự là say tràn diện này cũng là a à có chút kỳ quái tam ni mà là ngươi a à. không có việc gì chính là khổ sở rất khó chịu cái này đều muốn làm đồng trong ruộng không có nước năm nay thu hoạch ngâm nước nóng về sau chúng ta ăn cái gì a à? mạnh nhị gia gia thương tâm là thật sự thương tâm cái này từng nhà nhưng không có giàu có lương thực cái này làm sao xử lý a, à, 6 tháng cuối năm ăn cái gì, lúc này rất nhiều người trong nhà đã đoạn lương. Nhị ông nội, ngài cũng đừng thương tâm, sẽ hạ, làm không cẩn thận đêm nay liền trời mưa. Hồng Mai nói rất qua loa, nàng ý thức điểm khống chế mở thương thành nhìn xem, có cái gì có thể trợ giúp mình trong thôn, cái này chỉ có Tinh tế Thương thành có thể trợ giúp chính mình. Tại Tinh tế trong cửa hàng, có rất nhiều thương phẩm đều là chết quý chết quý. Hồng Mai một mực không có nhìn kỹ có chút cái gì thương phẩm, chỉ là nhìn qua giá cả biết rất đắt rất đắt, có chút tiện nghi, lại không thực dụng. Như cái gì gia chính người máy, đối tại mình bây giờ cái này rất không thực dụng. Mình lấy về một cái dạng này người máy, chẳng khác gì là chọc thủng trời. Hồng Mai ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên, từng cái xem xét, ở một cái rất dễ dàng xem nhẹ nơi hẻo lánh, nhìn thấy một cái nhân công mưa xuống thương phẩm cản. Cái này tiện nghi, lại ấn mở tường tình nhìn một chút, thật sự là cập thì vũ, cái này năm hạt mưa xuống bao con nhộng liền có thể quản một cái trấn một đêm mưa xuống, đây coi như là giải quyết mình một cái đại phiền toái, đêm nay liền có thể làm một chút. Chỉ mong có thế như thế, nếu là thật có thế trận tiếp theo mưa là tốt rồi đi. Mạnh nhị gia gia lúc này mới nghiêng đầu nhìn xem cháu gái, Hồng Mai, ngươi xuống núi làm gì? Mọi người hiện tại cũng biết ngoại trừ chuyện cần thiết, mạnh đại sơn một nhà là sẽ không dễ dàng xuống núi hồng mai cũng là rất ít thấy được nàng xuống núi đến mạnh nhị gia gia cũng là kỳ quái cô gái nhỏ này làm sao xuống tới nhị ông nội ta đang muốn đi các ngày đâu cùng đi đi bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video